giải mã giấc mơ thấy tai nạn mơ thấy tai nạn đánh con gì trong giấc mộng bạn mơ thấy sự kiện tai nạn giao thông xảy ra và không biết nên làm thế nào bạn lo lắng không biết giấc mơ mang những ý nghĩa đặc biệt nào những giấc mơ mà chúng ta trông thấy hàng đêm đều ẩn chứa trong nó những ý nghĩa đặc biệt mà thông qua giải mã ta mới có thể biết được chúng nói lên điều gì về cuộc sống của mỗi chúng ta Chính vì vậy bất kỳ ai khi muốn khám phá những giấc mơ đều sẽ cảm thấy chúng có những nét thú vị riêng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về điểm báo khi giải mã giấc mơ thấy tai nạn. Mơ thấy tai nạn đánh con gì? Mơ thấy tai nạn giao thông là điều mà không ai mong muốn cả. Nó cho thấy những điều chết chóc và không may mắn sắp xảy ra. Tuy nhiên cụ thể những điều đó như nào thì tùy thuộc vào hình ảnh cụ thể trong giấc mơ. Hãy cùng chúng tôi giải đáp những tình tiết của giấc mơ tai nạn giao thông khác nhau và ý nghĩa của từng giấc mơ một. Nằm mơ thấy tai nạn giao thông là báo hiệu điểm gì? Giấc mơ đó dự báo điều gì cho bạn về những điều trong công việc và trong cuộc sống? Khi mơ thấy tai nạn giao thông đánh con gì dễ chúng nhất? Tất cả sẽ được giải mã chi tiết qua bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo nhé! 1. Giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy tai nạn giao thông nằm mơ thấy mình bị tai nạn giao thông nếu trong khi ngủ bạn mơ thấy mình bị tai nạn giao thông thì đang báo hiệu rằng bạn mong mỏi một tình cảm ổn Định. Hãy ra ngoài thảnh thơi, thư giãn vào cuối tuần, đây là thời điểm tốt nhất để bạn cải thiện tinh thần của mình được tốt hơn. Trong chuyện tình cảm nếu trong khi ngủ bạn mơ thấy mình bị tai nạn giao thông thì đang báo hiệu rằng bạn mong mỏi một tình cảm ổn định hãy ra ngoài thảnh thơi, thư giãn vào cuối tuần. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn cải thiện tinh thần của mình được tốt hơn. Nằm mơ thấy mình bị tai nạn giao thông đánh đề số. 88 hoặc 08 ngủ mơ thấy người lạ bị tai nạn giao thông khi bạn nằm mơ thấy người lạ bị tai nạn giao thông điều này có ngụ ý cho biết bạn đang quá lo lắng về việc xe máy ô tô của bạn thân hỏng hóc lâu. Ngày mà chưa có tiền sửa hoặc có thể đang có một thế lực tâm linh nào đó đang cố gắng báo hiệu cho bạn về một tai nạn giao thông bất thình lình sẽ xảy đến với bạn mơ thấy người thân bị tai nạn giao thông khi bạn mơ thấy bố mẹ mình bị tai nạn giao thông điều này nhắc nhở bạn cần phải nghiêm túc xem lại cuộc sống của chính mình giấc mộng còn nhắc nhở bạn cần phải xem xét thật kỹ về cuộc sống tương lai của bạn hoặc cũng có thể bạn đang bị khống chế hoặc vấn đề nào đó đang được bạn xử lý quá vội vàng khi bạn mơ thấy vợ chồng bị tai nạn giao thông thì giấc mộng này báo trước cho bạn có thể gặp tai họa va chạm xe cộ hoặc hư hỏng ngoài ra giấc mơ cũng ám chỉ đến những cảm xúc bị dồn nén có thể bạn đang hối tiếc hoặc tức giận với bản thân về việc làm sai trái nào đó của bạn mộng thấy cảnh tai nạn giao thông theo các chuyên gia giải mã giấc mơ khi bạn mơ thấy cảnh tai nạn giao thông thì giấc mơ này nhắc bạn nên cẩn thận vào thời gian sắp tới có thể bạn sẽ vướng phải những rắc rối trong cuộc sống và trong công việc trong kinh doanh thì không được thuận lợi chiêm bao thấy tai nạn giao thông có người chết giấc mơ thấy tai nạn giao thông có người chết cho biết có thể những việc làm của bạn ở hiện tại hoặc quá khứ đã làm tổn thương đến người khác bạn đang khát vọng về điều mà bản thân khó có thể đạt được do vậy mà bạn luôn tìm mọi cách để đạt được không từ thủ đoạn nằm mơ thấy tai nạn giao thông bằng xe máy giấc mơ thấy tai nạn giao thông bằng xe máy là lời nhắc nhở bạn nên cẩn thận quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của mình hãy thường xuyên đi kiểm tra định kỳ và tạo thói quen sống lành mạnh ngủ mơ thấy tai nạn giao thông bằng ô tô khi bạn nằm mơ thấy tai nạn giao thông bằng ô tô điều này cho biết những việc làm của bạn trong thời gian gần đây đang làm ảnh hưởng đến người khác vì thế bạn nên xem xét lại những việc làm của mình trong thời gian gần đây nhé bạn ngủ mơ thấy mình bị tai nạn giao thông giấc mơ này cảnh báo trước của tai họa có thể bạn sẽ gặp phải tai nạn bị va chạm hay hư hỏng xe cộ vì vậy thời gian này nếu lưu thông trên đường hãy thận trọng đề phòng điều này cũng ám chỉ đến nỗi sợ hãi và bất an của bạn về những vụ tai nạn trong cuộc sống thực tại bạn nằm mơ thấy mình hoặc người khác gặp tai nạn xe máy bất ngờ thì đây là giấc mơ chứng tỏ rằng bạn đang gặp rất nhiều chuyện bực tức không vui tâm trạng của bạn đang bị dồn nén ức chế tâm lý về một người nào đó hoặc cũng có thể là bực tức khó chịu với một lỗ lầm mà bạn đã từng gây ra trong quá khứ khiến bạn không thể quên được mơ thấy người thân của mình bị tai nạn giao thông mà nguyên nhân gây ra tai nạn đó lại chính là bạn giấc mơ cho thấy trong thời gian tới bạn và những người thân xung quanh bạn bè đồng nghiệp rất dễ sẽ xảy ra cãi vả tranh chấp và những tranh chấp này sẽ làm dạn nứt mối quan hệ nằm mơ thấy có va chạm với ô tô nhưng không xảy ra tổn thất về người điều này cho thấy bạn cần phải thay đổi lối sống của bản thân có thể lối sống của bạn đang làm ảnh hưởng tới những người xung quanh mơ thấy người khác bị tai nạn điều này cho thấy cuộc sống của bạn đang bị can thiệp và bạn cảm thấy khó chịu muốn thoát khỏi sự kiểm soát đó chiêm bao thấy mình chứng kiến một vụ tai nạn giấc mơ này có điềm báo rằng bạn đang lãng quên mất một điều gì rất quan trọng chưa làm và bạn cần phải hoàn thành nó trước khi quá muộn mơ thấy vợ hoặc con của mình bị tai nạn thì đừng quá lo lắng trong thời gian sắp tới bạn sẽ được thăng tiến trong công việc tài chính của gia đình cũng ổn định hơn nằm mơ thấy bạn thân bị tai nạn thì đó là điểm xấu sắp xảy ra điểm báo rằng bạn cần nhắc nhở người bạn thân của mình cần cẩn thận trong việc đi lại đồng thời cũng cần chắc chắn trước khi quyết định một việc nào đó bởi không sẽ có chuyện xấu xảy ra mơ thấy người yêu bị tai nạn thì đây có lẽ là một lời nhắc nhở rằng bạn nên quan tâm nhiều hơn đến người ấy có vẻ như dạo gần đây bạn đã quá tập trung vào công việc mà quên đi chăm sóc vun đắp tình cảm nếu bạn mơ thấy mình gây ra tai nạn làm chết người điều này cho thấy những việc làm của bạn ở quá khứ hay hiện tại đã cố ý hoặc vô tình làm tổn thương người khác bạn đang có một khát vọng về những điều mà bản thân khó có thể đạt được do vậy bạn luôn tìm mọi cách để đạt được nó mà không từ thủ đoạn bạn mơ thấy ai đó gây tai nạn chết người điều này lại chứng tỏ bạn đang bị lợi dụng vào mục đích của ai đó bạn dường như không biết hoặc có thể đã biết nhưng không kiểm soát họ cho nên họ càng ngày càng lấn tới và bạn sẽ là người phải gánh chịu hậu quả nếu bạn không thoát khỏi những phiền toái này bạn mơ thấy bản thân bị chết do tai nạn điều này lại nói lên rằng bạn nên chấm dứt một số hy vọng mà bản thân dù có cố gắng cũng không thể đạt được bạn đừng quá ảo tưởng về những điều không thể bởi muốn có thành quả thì phải dựa trên sự cố gắng nỗ lực hết sức từ bản thân mình bạn mơ thấy thuyền gặp biến cố nhưng không gây ra tổn thương về người bạn sẽ gặp được một nửa của đời mình trong khoảng thời gian sắp tới và hai bạn sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau mơ thấy hai tàu thuyền đâm nhau đây sẽ là một điềm báo tốt đường công danh sắp tới của bạn sẽ rộng mở và đạt được nhiều thành tựu Mơ thấy nhiều lỗ thủng trong tàu thuyền khiến nước tràn vào, điểm báo công việc của bạn sẽ tràn đầy may mắn. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ và giàu có nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh đó bạn cũng cần phải cảnh giác với sự đố kỵ, ghen ghét của những người xung quanh về sự thành công của bạn, chiêm bao thấy xe máy gặp tai nạn do mình gây ra thì là điểm báo bạn cần hết sức đề phòng đến vấn đề sức khỏe và an toàn nhé nên nhớ rằng tốc độ đi xe máy cần tuân thủ đúng quy định kẻo không sẽ gây nguy hại cho chính bạn và những người xung quanh ngủ mơ thấy mình lái xe máy tốc độ cao quá quy định cho phép suýt gây ra tai nạn giao thông kinh hoàng là điềm báo cho biết bạn đang sắp phải đương đầu với vô vàn phiền toái đồng thời giấc mơ này cũng phản ánh bạn là người phóng khoáng ưa tự do tôn sùng chủ nghĩa xê dịch và cá tính thích sự độc lập, mơ thấy tai nạn xe máy chết người, nghĩa là bạn đang phải đương đầu với vô vàn trắc trở, khó khăn trong cuộc sống, công việc. Bạn đang sống trong một môi trường căng thẳng và đòi hỏi tinh thần một cách cao độ chính vì thế mà nên bạn cảm thấy chán nản. Chiêm bao thấy máy bay gặp tai nạn hoặc chính bản thân mình cầm lái điều khiển nhưng vẫn xảy ra va chạm nhẹ thì là điềm báo bạn sẽ thành công không ngờ mọi dự án kế hoạch đang tham gia đều sẽ thành công vang dội, nằm mơ thấy máy bay biểu diễn theo đội hình đẹp đang thể hiện tiết mục thì thời tiết chuyển biến xấu bất ngờ gây nên tai nạn máy bay. Thì giấc mơ này có nghĩa rằng, bạn tuy sắp thu được một khoản lợi nhuận cách xù nhưng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, mơ thấy tai nạn mà mình không có khả năng thoát ra hay không tài nào giúp người bị nạn tháo thân được khỏi hiện trường nguy hiểm đó là điềm báo cho biết ngoài đời thực bạn đang bế tắc hoặc dao động với chính lý tưởng cuộc sống và con đường sự nghiệp chính bạn chọn lựa chiêm bao thấy mình bạn thoát được ra ngoài cùng với người khác sau một vụ tai nạn là điềm báo dù trong bất cứ lĩnh vực nào từ cuộc sống đến công việc bạn đều đang cần sự giúp đỡ trợ lực nhiệt tình của người khác mới có thể thành công được Hai, một số giấc mơ thấy tai nạn giao thông khác mơ thấy tai nạn giao thông đường thủy, giấc mơ này là điềm báo may mắn cho biết tài lộc sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Mơ thấy tai nạn giao thông hàng không, giấc mơ này cho biết chuyện tình cảm của bạn sẽ gặp nhiều trắc trở. Mơ thấy người yêu bị tai nạn giao thông, giấc mơ này cho biết bạn sẽ luôn được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Mơ thấy bạn bè bị tai nạn giao thông, giấc mơ này cho biết bạn đang đánh mất đi những người bạn thân thiết. Ba, Mơ thấy tai nạn giao thông đánh con gì may mắn? Nằm mơ thấy tai nạn xe máy con số may mắn là 28. Nằm mơ thấy xe máy bị thủng xăm, thủng lốp là số 26, 86, 68, 62, 28, 82. Nằm mơ thấy xe máy bị cháy là số 23, 32, 83, 38, 28, 82. Nằm mơ thấy xe máy của mình bị tai nạn giao thông là số, hai số cuối của biển số xe. Nằm mơ thấy hai chiếc xe máy của người lạ đâm nhau là số 84, 48, 28, 82 nằm mơ thấy xe máy bị ngập nước, đâm xuống sông suối là số 18, 81, 28, 82 nằm mơ thấy xe hết xăng phải dẫn bộ là số 28, 82, 59, 95, 92, 29, 90, 09. Nằm mơ thấy xe máy hỏng mà không biết nguyên nhân là số 28, 82, 24, 84. Nằm mơ thấy bị tai nạn ô tô là số 04, 40 nằm mơ thấy ô tô bị thủng lốp là số 64, 60. Nằm mơ thấy ô tô người khác đâm nhau là số 04, 46. Nằm mơ thấy ô tô bị ngập nước là số 14, 10. Nằm mơ thấy gọi cứu hộ xe ô tô là số 70, 74. Nằm mơ thấy ô tô đâm vào xe máy là số 04, 40, 28, 82. 02, 20, 08, 80, 84, 48, 24, 42. Nằm mơ thấy ô tô đâm xuống vực là số 47, 74. Nằm mơ thấy kính ô tô bị vỡ là số 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95. Nằm mơ thấy ô tô bị lật là số 04, 40 nằm mơ thấy ô tô bị xa lầy là số 48, 84. Ngủ mơ thấy đi đường gặp tai nạn ô tô bị lật là số 04, 40. Mơ thấy người yêu bị tai nạn chết là số 12, 22. Mơ thấy người thân như cha mẹ hay vợ chồng con cái bị tai nạn ngã xe là số 34, 66 mơ thấy mẹ bị tai nạn là số 64, 94 mơ thấy người bị tai nạn xe cán chết là số 07, 70 mơ thấy tai nạn có máu đánh là số 88, 70 mơ thấy tai nạn giao thông đường thủy, 28, 82 mơ thấy tai nạn giao thông hàng không, 23, 32 mơ thấy người yêu bị tai nạn giao thông, 64, 60 mơ thấy bạn bè bị tai nạn giao thông, 68. 62 mơ thấy tai nạn giao thông kinh hoàng, 40, 28 mơ thấy tai nạn giao thông trên TV, 82, 59 mơ thấy mình gây tai nạn giao thông, 26, 86 bên cạnh đó nằm mơ thấy tai nạn giao thông ta thường đánh theo biển số xe máy, ô tô tuổi của người bị tai nạn. Như vậy sẽ có được phần thắng cao hơn. Điều này được rất nhiều người áp dụng và có độ chính xác tương đối cao. Trên đây là giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy tai nạn giao thông để biết được điểm báo cũng như con số tương ứng với giấc mơ của mình. Tham khảo thêm tại tử vi mỗi ngày.vn để biết được ý nghĩa cùng với các con số của hàng ngàn giấc mơ khác nhé.